Xin chào tất cả bạn. Mình là nhân viên kỹ thuật của Dotcom. Và đây là bộ sản phẩm D3 máy dò tìm cao cấp chuyên dụng của nhà Dotcom. Vậy thì bộ sản phẩm này sẽ bao gồm những gì? Đầu tiên là một máy D3, một thân máy khá là to chắc chắn. Tiếp theo đó là hai anten dò tín hiệu, anten tam giác và anten hình trụ. Ngoài ra ấy, thì bộ sản phẩm còn bao gồm cả hướng dẫn sử dụng, một dây micro 3.5 để có thể kết nối giữa máy dò và điện thoại. Ngoài ra là đi kèm một chân sạc cho máy dò các bạn nhé. Vậy thì cách sử dụng của chiếc D3 này như thế nào thì mọi người cùng đi tìm hiểu cùng mình nhé. Thì ở bên trong sẽ bao gồm một sách hướng dẫn sử dụng và đây chính là thân máy của D3. Và sau khi bỏ cái xốp ra ấy, thì các bạn sẽ thấy có hai chiếc dâu ANT1 và ANT2 đều là để hỗ trợ dò camera ẩn, máy nghe lén và thiết bị. Khi mà lắp ấy, thì các bạn nhớ cho mình nhá, là chiếc ống trụ này, chiếc anten trụ này thì lắp vào ANT1. Đấy. Và chiếc anten tam giác này ấy, thì sẽ lắp ở ANT2. Chúng đều có tác dụng là để hỗ trợ dò tìm. Trong thì sẽ có một cái dây này là dây sạc nhá. Các bạn sẽ cắm vào để sạc chiếc máy. Pin thì cũng rất là lâu luôn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng chiếc D3 máy dò tìm của Dotcom nhá. Đầu tiên là các bạn giữ nút power 5 giây. Đấy, khi máy đã hiển thị lên thì nó sẽ ở trong trạng thái là dò tìm full band detector, tức là dò tìm các thiết bị định vị camera. Tiếp theo các bạn ấn vào chế độ này, chính là chế độ dò tìm các thiết bị định vị, các thiết bị định vị toàn cầu, máy nghe lén. Đây là chế độ phát sóng, dò các thiết bị phát sóng wifi. Ví dụ như bên cạnh mình đây là chiếc điện thoại, nó sẽ dò ra bởi vì là điện thoại mình đang bắt wifi nên là nó sẽ hiện lên. Đấy, nó sẽ kêu tít tít như này. Tiếp theo đó là chính là chế độ dò từ trường. Thì nó sẽ kiểm tra trong cái không gian này, nếu mà có sóng từ trường nó sẽ báo về. Đấy, thì hiện tại là nó sẽ có 4 cái chức năng chính để có thể là dò hết các thiết bị xấu xung quanh phương tiện của bạn hay là ngôi nhà của bạn, đúng không ạ? Thì ngoài ra ấy, nó có một nút range này. Thì nút range này nó sẽ chỉnh được là độ dò mạnh hay là độ dò yếu của chiếc D3. Thì mình sẽ thử đi dò, bởi vì là cạnh mình là có một chiếc máy điện thoại. Thì mình sẽ để ở chế độ là full band detector, tức là dò các thiết bị truyền sóng. Đây mình sẽ ấn thử. Đấy. Đây là chế độ truyền sóng. Mình sẽ để chế độ range. Range là to, đấy các bạn thấy không? Nó ở gần nó kêu rất là to luôn. Đây mình sẽ để ra xa. Đấy, nó bảo kêu nhỏ đi. Đấy, các bạn có thể thấy. Đây là mình để là ở cái tầm của nó. Thì nó sẽ là để ở chế độ 2. Thì nó sẽ bắt rất là nhanh, kể cả ở phạm vi là 3 mét nó vẫn là kêu. 3 mét vẫn kêu rất là to luôn. Đấy. Tiếp theo đấy là ở chế độ này là chế độ dò tìm các thiết bị định vị toàn cầu. Thì ví dụ như trên xe, phương tiện của bạn có thiết bị định vị thì nó sẽ dò tìm ra. Đấy, và ngoài ra đây là chế độ là dò tìm sóng wifi. Thì đương nhiên rồi, ở trong phòng thì trong ngôi nhà thì lúc nào cũng sẽ có wifi đúng không? Thì nó sẽ kêu ở mức thấp. Nhưng mà nếu mình để gần cột sóng wifi hay là mình có để gần chiếc điện thoại thì nó sẽ kêu to hơn. Đấy, các bạn có thể nghe thấy không? Tiếng này. Đây các bạn thấy đấy. Đấy. Nó sẽ to hơn đúng không? Đấy, mình để ra. Thì chiếc D3 này có một cái tính năng khá là hay. Đấy là ví dụ như các bạn muốn dò nhưng mà lại không muốn bị nghe tiếng hay là phát hiện, thì chỉ dựa vào cột sóng thì các bạn có một cái chức năng là các bạn giữ vào cái nút mode này trong 3 giây thì nó sẽ về trạng thái là mute, là trạng thái im lặng. Tức là các bạn sẽ dựa vào cột sóng. Đây mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Đây mình sẽ để ở chế độ là full band detector, tức là dò tất cả các thiết bị ẩn rồi các thiết bị truyền tần sóng. Mình sẽ sử dụng một chiếc điện thoại để gần vào. Đấy, các bạn thể nhìn thấy là trên màn hình nó sẽ hiện là cột sóng rất là mạnh đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ gần và nó càng gần thì nó càng mạnh, còn nếu càng đi xa nó sẽ càng yếu đi.
Đấy, thì nó sẽ không phát ra tiếng. Thì mình có thể là dò mình dựa vào cái hình cột sóng để mà mình có thể tìm ra được cái thiết bị ẩn, đúng không ạ? Đấy, thì đấy vừa rồi chính là tất cả các công dụng cũng như là chức năng của chiếc D3. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe. Xin cảm ơn.